Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề thông điệp tình yêu cho người độc thân vui vẻ. Các bạn nhớ độc thân vui vẻ nhé. Đã độc thân rồi nhưng lại còn vui vẻ nữa. Đó. Thì năm 2024 các bạn có khả năng gặp được người như ý hay không? Còn trả bài dành cho mối quan hệ mập mờ và mối quan hệ mà các bạn đang có gia đình nhưng mà tình cảm trục trặc ly thân gì đó thì mình sẽ làm một trả bài riêng. Còn trả bài này chỉ dành riêng cho người độc thân thôi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chia làm hai năng lượng, bởi vì khi mình trả bài thì mình thôi thúc được làm hai năng lượng. Thì trước hết đó là đây là dành cho năng lượng nữ các bạn nhé. Bộ bài này dành cho năng lượng nữ và bộ bài này dành cho năng lượng nam. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm trả bài dành cho nữ trước nhé. Đó, thì chúng ta vào thẳng câu hỏi luôn, bởi vì tất cả những gì mình vừa mới nói vừa rồi ấy nó là năng lượng rồi, cho nên là mình sẽ không trách năng lượng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi, đó là đối với nữ thì năm 2024 các bạn có gặp được người như, có khả năng gặp được người như ý hay không, và các bạn chú ý là các bạn độc thân vui vẻ, có nghĩa là hoàn toàn độc thân, không có dính mắc bất kỳ một mối quan hệ nào, không buồn khổ, không đau khổ bởi một ai cả thì mới là trả bài của bạn nhé. Còn nếu như mà bạn đang đau khổ mà bạn tỏ mà bạn nghe thì cũng được, bởi vì biết đâu bạn lại tìm ra một bài học nào đó, đúng không? Rồi. Năm 2024 bạn có khả năng gặp được người như ý hay không? Các bạn chú ý, như mình mặc định là đây là năng lượng nữ, nhưng mà các bạn nhớ là năng lượng nữ và giới tính là khác nhau, năng lượng và giới tính là khác nhau. Và trong trả bài của mình có cả năng lượng của đối phương nữa, cho nên là các bạn nghe có thể là của bạn, có thể là đối phương của bạn, tùy các bạn đổi chiều. Năm 2024 bạn có khả năng gặp được người như ý hay không? Năm 2024 bạn có khả năng gặp được người như ý hay không? Trước hết là như thế này, mình nghĩ là gặp được người như ý hay không là do tâm của bạn thôi, chứ không phải là do vũ trụ đưa đến đâu các bạn nhé. Nếu các bạn nghe bài này với một cái tâm ý là để xem là vũ trụ có mang một cái anh nào đó hoặc một cô nào đó đến cho bạn hay không, từ các bạn đổi chiều thì nghe trả bài này các bạn sẽ thấy thất vọng. Mà cái điều vũ trụ muốn nói với các bạn rằng lúc nào bạn cũng có một người thương yêu bạn, tí nữa mình sẽ phân tích cụ thể. Còn cái việc các bạn có đón nhận họ hay không, các bạn có cho họ là người như ý hay không thì nó lại phụ thuộc vào bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy từng vấn đề một, từng lá bài một này. Năng lượng khuyên hợp Pentacle, ở đây mình thấy một người nữ hay nam thì các bạn đổi chiều này, luôn luôn ôm trên tay mình cái đồng xu này, và cái đồng xu này là chín kiếm, đúng không ạ? Một cái nỗi buồn nào đó, một cái sự khổ tâm nào đó, một cái sự băn khoăn danh dứt nào đó, nhưng mình nghĩ là một cái sự khổ tâm, một cái gì đó mà giống như là bạn luôn cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn đó. Các bạn có tưởng tượng này, nếu các bạn nhìn bằng năng lượng tâm linh, nghĩa là mình luôn khuyến khích các bạn là các bạn nghe mình trả bài nhưng các bạn cũng nhìn luôn vào lá bài và tự tập cảm bài, thì các bạn sẽ thấy là Queen of Pentacle, cái hình ảnh của một cô gái cuối ngồi một mình, một hoàng hậu ngồi một mình, nhưng mà thực ra cô ấy không một mình. Cái đồng xu này chính là một cái nửa nào đó, một cái nơi nào đó mà cô hướng về, nhưng mà cô chưa bao giờ vui vẻ cả. Năng lượng của chín kiếm đây giống như sự chờ đợi hết ngày này sang ngày khác, nghĩa là mình nhìn vào lá bài mình thấy một cái sự chờ đợi nó đằng đẵng, nó mênh mông hết ngày này sang ngày khác. Năng tự nhiên nhớ đến cái bài thơ em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Các bạn nếu mà ai tò mò thì các bạn có thể gõ những câu đó lên Google, các bạn sẽ biết được đó là bài tác giả bài thơ nào và làm trong cái hoàn cảnh nào, thì các bạn sẽ thấy cái năng lượng này. Mặc dù đây không phải là hoàn cảnh trong chiến tranh mà các bạn cứ chờ, giống như cái bài thơ đó, bài thơ đó là của một tác giả nước ngoài, tạm thời thì mình không nhớ tên tác giả, nhưng nó được ra đời trong cái hoàn cảnh chiến tranh rất là khắc nghiệt. Mặc dù thời bình mà bạn vẫn chờ như thế, có nghĩa là chuyện của bạn thế nào thì mình không biết, nhưng mình thấy cái năng lượng đó, chờ đợi không biết đến bao giờ, khắc khoải, mênh mông. Và cái năng lượng của chính kiếm nó là cái năng lượng này, nhưng mà
may thay, mình phải dùng cái từ may thay là bạn đã cân bằng được. Giống như là nếu như cái chính kiến nó là một cái bài test của vũ trụ, hoặc nó là một cái nhân quả mà bạn phải phải trải qua thì bạn đã qua rồi. Cho nên khi mà bạn nghe mình nói đến đây ý, hôm nay cả bài của mình là chữa lành nhá, mình vẫn hướng tới năng lượng chữa lành nên mình sẽ nói rất nhiều. Thì các bạn chính kiến ở đây ấy, nó đại biểu cho cái việc là khi mà mình đọc đến, xin lỗi, khi mình đọc đến chính kiến ấy, các bạn thử lắng tâm mình xem. Nếu các bạn thấy cảm thấy nhẹ nhàng, mỉm cười, biết ơn là mình đã đi qua được rồi, thì có nghĩa là bạn đã thành công. Có nghĩa là bạn đã hoàn toàn vô tư, gọi là độc thân vui vẻ rồi đấy. Còn nếu như bạn nghe mà bạn vẫn còn ngồi khóc, thì bạn vẫn chảy nước mắt hoặc bạn vẫn sân hận lên, thì năng lượng chính kiến nó vẫn còn ở đây các bạn nhé. Còn trong trả bài thì cái điều mà vũ trụ thì cho bạn biết được rằng là bạn có thể là bạn đã cân bằng được rồi, hay là bạn phải cân bằng. Đó, năng lượng của hai xu là cân bằng. Nếu mà hỏi là bạn năm 2024 có người mới hay không ấy, thì mình nghĩ là bạn chả bao giờ thiếu người yêu cả. Có một người nào đấy, một hoặc nhiều người, hoặc là xin lỗi, một hoặc hơn một người. Năng lượng của King of Wands họ luôn nhìn về phía bạn. Nếu như bạn chờ thì họ cũng nhìn về phía bạn. Và nhưng mà mình có cảm giác như là cái người này, cái người mà bạn chờ và cái người mà họ luôn nhìn về phía bạn là hai người khác nhau thì phải. Tự nhiên mình không thấy có sự tương thông ở đây. Đó, một là hai người hoàn toàn khác nhau, hai đó là tại thời điểm này các bạn bị năng lượng không khớp nhau ấy. Mỗi người theo đuổi một cái hướng riêng, nhưng tự nhiên mình không thấy sự tương thông ở đây. Nhưng các bạn phải nhớ là khi chúng ta nhìn bằng năng lượng, nó hoàn toàn khác với nhìn công thức bằng lá bài. Nghĩa là mình không thấy có cái sự tương thông. Một người thì chờ một người nhìn về phía bạn, nhưng hầu như giữa bạn và người này không có sự kết nối. Cái người đó tại sao họ cứ ngồi họ nhìn bạn? Là bởi vì năng lượng của 10 gậy, có nghĩa là bản thân họ, một là họ đang phải lo cái 10 gậy này, họ phải tiếp tục cái hành trình của họ đang còn đầy vất vả gian nan để đi đến sự thành công. Hai đó là họ nhìn thấy bạn và họ hiểu rằng tại thời điểm này khi bạn đang còn ôm cái đồng xu đó thì họ có đến bên bạn thì nó cũng tạo thành mối quan hệ ba người, theo kiểu giống như là bạn có tưởng tượng như là họ đến bên bạn khi bạn đang còn ôm giữ hình ảnh của một người, thì đó là mối quan hệ ba người. Đó là lý do vì sao họ cứ ngồi yên đó thôi. Đó, và mình nghĩ đây là người mới chứ không phải người cũ đâu. Một đó là người mới, còn hai đó là người cũ thì người này đã thay đổi năng lượng rồi, nhưng đến 90% là người mới, mà người này họ quan sát bạn từ lâu rồi. Bạn là năng lượng của Queen thì họ là năng lượng của King, và năng lượng bạn là năng lượng của đất thì họ là năng lượng của lửa các bạn nhé. Đó, và mình thấy có xu hướng là họ chờ đến một ngày nào đó năng lượng của Star, nghĩa là giống như bạn tự chữa lành, bạn tìm thấy bản thân bạn. Chúng ta đại biểu cho cái việc bạn tìm thấy bản thân bạn, bạn tự gỡ rối được cái tám kiếm này. Năng lượng của chín xu đạt được năng lượng của chín xu, bạn vui vẻ, bạn bình yên với cuộc sống của bạn, thì khi đó họ xuất hiện nhá. Đó, thì cả bài đầu tiên mình ngắn gọn như thế thôi. Bây giờ với cái năng lượng, các bạn phải nhớ là đối với tarot mà nói, và mình thực ra nếu mà mình mà muốn dùng để mình đọc rõ ngày giờ cho các bạn thì mình có thể dùng thêm oracle, nhưng mà mình không muốn. Là bởi vì sao? Mình luôn thấy cái năng lượng rất là quan trọng. Cuộc sống của chúng ta do năng lượng quyết định. Có nghĩa là bây giờ dù bạn có, mình có làm một trải bài để mình chỉ cho bạn thấy nó vào mùa xuân hay là mùa hè, tháng này tháng kia, ngày này ngày kia, nhưng mà năng lượng của bạn không thay đổi, bạn cứ ngồi đó để bạn chờ, năng lượng của bạn không thể phát triển để tương thích với cái việc là bạn gặp một người mới thì nó vẫn không xảy ra. Nên đó là lý do vì sao mà mình không mình chỉ xem về năng lượng thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xem là vậy thì bạn, cái người đó là, để mình xem, mình đặt câu hỏi đã nhá. Mình đặt câu hỏi chung thôi nhá. Câu hỏi chung đó là vậy thì thông điệp dành cho bạn. Bởi vì mình thấy là nếu mà đặt câu hỏi là năm 2024 bạn có gặp được người như ý hay không ấy, thì mình thấy là cái người như ý đấy họ đã đến rồi. Nhưng bởi vì bạn có những người thì đã cân bằng rồi, nhưng có những người thì đang phải cân bằng. Cái năng trả bài chung nó khó là như vậy đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi cho người đã cân bằng rồi. Đó, vậy thì cái người đó họ như thế nào? Đó, họ có năng lượng thế nào này? Họ cái gọi là cái nhân duyên giữa bạn và họ là gì nhá. Đấy, đây dành đặt bài này dành cho những người mà đã cân bằng được rồi, gọi là độc thân vui vẻ. Thì cái người đấy họ như thế nào? Nhân duyên giữa bạn và họ là gì? Thì nếu mà hai cái trả bài này mà một trả bài mà trả lời được hai ý đó thì thôi, còn không thì mình sẽ phải rút thêm trả bài cho cái nhân duyên của hai người. Trước hết nếu mà hỏi là cái người đấy là người cái thế nào thì mình thấy đây là một người khá là điềm đạm, họ rất ít nói. Năng lượng của tám xu mình thấy họ là người ít nói, hoặc là khi mà họ làm việc thì họ rất tập trung, năng lượng của tám xu.
Và khi họ làm việc thì mình thấy họ hướng tới, có nghĩa là cho dù bây giờ họ đã thích bạn và họ hướng tới việc là họ sẽ đến bên bạn hay chưa, hay là nó chỉ là cái lý tưởng chung, có nghĩa là có những con người mà cái tinh thần sống của họ rất là mạnh mẽ, theo kiểu là cho dù họ đã gặp được người như ý hay chưa thì họ vẫn có một cái lối sống rất là lành mạnh, có nghĩa là mỗi ngày làm việc để hướng tới tương lai. Đó, vậy thì ở đây dù là họ có nghĩ đến bạn rằng bạn sẽ chính là cái người trong ngôi nhà này, sẽ chính là cái người trong khu vườn này hay không, thì mình thấy họ cũng chăm chỉ họ làm việc cho tương lai, nhưng mình có cảm giác như là khi họ làm thì họ nghĩ đến bạn. Mình vẫn chưa thể mường tượng được cái người này là ai, nhưng mà có nghĩa là giống như mình chưa thấy được một con người cụ thể ấy, mình chỉ thấy năng lượng thôi. Ừ, đấy, nghĩa là họ ngay tại thời điểm này khi chúng ta đang trả bài thì họ đây rồi. Họ đang tập trung họ làm việc, và đây là một người mà có thể họ làm, thực ra làm việc nó chỉ là năng lượng thôi, nghĩa là dù làm công việc gì thì họ cũng rất là chuyên tâm, họ rất là chuyên chú, nhưng mà khi mình cảm bằng cái năng lượng thì mình thấy người này làm bên kỹ thuật. Ừ, họ làm bên kỹ thuật, họ làm cái gì tạo ra giá trị vật chất ấy chứ không phải là giá trị tinh thần. Đó, năng lượng của một xu, có nghĩa là khi họ làm ấy thì họ nghĩ đến cái tương lai này này, tương lai sẽ có một gia đình, mọi thứ nó gọi là nó phong quang ấy, nó ấm áp, mà quên xin lỗi, nó phong quang, nó đủ đầy, nó giàu có, nó thịnh vượng như thế này. Và họ nhớ, họ nghĩ đến cái cảnh mà sau này họ cùng với bạn. Nhưng mà không hiểu vì sao ở đây mình vẫn thấy, mặc dù mình khi mà mình đọc là họ cùng với bạn thì tự nhiên mình cứ thấy nó ngượng ngượng. Cho nên có thể là họ nhìn về phía bạn, nhưng mà họ cũng không chắc chắn là bạn với họ có nên đôi hay không. Đó, bởi vì là mình thấy trong người này họ luôn nghĩ là bạn có người khác ấy. Một là bạn đã có người khác rồi, hai là bạn vẫn chưa quen được người khác. Cho nên nếu mà họ đến bên bạn thì nó sẽ tạo thành cái thế cục ba người. Cho nên là nếu như ai nghe đến đây mà các bạn có một cái quyết tâm là thay đổi năng lượng để gặp được cái người như ý, thì các bạn phải gọi là dọn dẹp sạch sẽ một cái mối quan hệ mà nó cứ lằng nhằng với bạn từ ngày đến giờ đi nhá. Đó, trả bài chung thì mình chỉ nhắc chung thế thôi, còn nếu như bạn có một cái câu chuyện cụ thể thì bạn nên chọn trả bài riêng nếu như bạn băn khoăn. Còn tại thời điểm này thì mình chỉ dựa vào trả bài để mình thấy thôi, mặc dù họ rất chuyên chú, họ làm việc để có được hai kết quả này, nhưng mà mình thấy khi mà nhìn cái lá bài này thì mình lại không thấy là nó có năng lượng của bạn và họ, mà nó giống như là họ chỉ một cái người mà họ lên một kế hoạch là tôi sẽ làm việc để tôi có được cái năng lượng này, và sau này tôi sẽ có một gia đình như thế này, nó chỉ là năng lượng chung thôi, nghĩa là họ nghĩ như thế. Và nếu như như và cái hình ảnh cái người người phụ nữ ở bên cạnh họ là ai họ cũng chưa mường tượng ra, bởi vì mình đọc được cái năng lượng là họ luôn cảm thấy bạn không để tâm đến họ và bạn cũng không dành cho họ, có nghĩa là trong năng trong tâm tư của bạn không hề có họ. Đấy, mình thấy như thế. Năng lượng của năng lượng star, nghĩa là khi mà họ đang mải miết họ làm việc thì bạn đây, năng lượng star đây, bạn đang mải miết, nếu ở đây là vật chất nhất thì đây là tinh thần, bạn đổ nước vào và bạn chú tâm vào cái việc của bạn. Cho nên là đây, đến đây thì mình đã hiểu được lý do vì sao họ không tin đây là bạn với họ rồi, là bởi vì sao bạn thấy họ chả để tâm gì đến họ, thấy bạn chả để tâm gì đến đến họ cả. Đây, một cô gái đang chú toàn bộ tâm tư vào cái việc rót nước này. Đó, nó chỉ là đại biểu thôi nhá, có nghĩa là bạn có một cái thế giới tinh thần nó rất là theo kiểu nó rất lung linh, dùng cái từ lung linh không biết có chuẩn không, nhưng mà cái thế giới tinh thần nó rất là đẹp. Ừ, đấy, mình chỉ dùng từ đẹp thôi, lộng lẫy cũng không đúng mà lung linh cũng không đúng, nó có một cái gì đó khiến cho họ luôn cảm thấy ở phía họ nó rất là đơn giản, nó rất là mộc mạc, thậm chí nó đơn sơ, thậm chí họ còn cảm thấy mình thô mộc, còn bên bạn nó đẹp đẽ, nó lung linh thế này đó. Và họ nghĩ là liệu họ với bạn mà đến bên nhau thì có hợp hay không. Cho nên có thể cái người này về mặt vật chất thì có thể họ giàu có về mặt vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần, về mặt tâm hồn có thể là họ luôn cảm thấy họ kém hơn bạn. Ví dụ như bạn có một đời sống nội tâm rất là phong phú, bạn luôn tạo ra một cảnh sống nó rất là đẹp đẽ, nó giống như một, mình có thể dùng cái từ gì nhỉ, có thể dùng như là nó là một vườn hoa xinh đẹp này, hoặc nó là một cung điện lộng lẫy này, có nghĩa là mình nhìn vào cái đàn bài này mình thấy nó rất đẹp. Và khi họ so sánh với họ thì họ cảm thấy mình thua kém quá nhiều, nghĩa là không thua kém về mặt tiền bạc mà thua kém về cái năng lượng ấy. Và khi mà họ nghĩ về cái việc là ở đây này, khi mình nhìn thấy con vịt này thì mình lại thấy là họ nghĩ về việc bạn với họ mà đi cùng nhau, theo kiểu là hai người mà đến với nhau thì liệu bạn có yêu họ hay không. Đó, người này họ luôn có một cái suy nghĩ là bạn không chọn họ. Có thể mình, nếu mà nhìn vào năng lượng này thì mình nghĩ là có thể là bạn với họ đã biết nhau rồi,
hoặc là trong trong cái danh sách bạn bè, ví dụ là Facebook thì trong hàng trăm hàng nghìn người ấy, thì có họ trong trong Facebook của bạn và họ theo dõi bạn từ lâu, hoặc là trong đồng nghiệp hay là bạn bè xung quanh ở ngoài đời họ cũng nằm trong nhóm đó, và họ cảm thấy là chỉ có mình họ để ý bạn thôi, còn bạn chẳng bao giờ để ý họ cả. Họ luôn luôn cảm giác như bạn giống con chuột này này, có thể là bạn đang còn phải soi xem là có con có cái bông hoa nào đẹp hơn không đã. Họ nghĩ thế và họ nghĩ rằng cô ấy chẳng nghĩ đến mình đâu. Năng lượng của Trang ở đây, mình có cảm giác như là bạn làm một cái việc gì đó nó liên quan đến dẫn dắt, nuôi dưỡng và chăm sóc con người đó. Cái con sư tử này nó chính là việc của bạn, nó chính ví dụ như là bạn nuôi dạy trẻ này, bạn giảng dạy này, bạn bạn truyền cảm hứng, bạn chữa lành, bạn là bác sĩ gì đó. Và họ nghĩ, họ luôn cảm thấy là bên cạnh bạn lúc nào cũng có niềm vui. Tự nhiên mình đọc được cái năng lượng này này, họ thấy là hầu như bạn cũng chả cần đàn ông, nếu bạn là nữ ấy, bạn chả cần đàn ông nữa, bởi vì lúc nào bạn có cái con sư tử này, ví dụ như là học trò của bạn này, bệnh nhân của bạn này, rồi khách hàng của bạn này, con cái của bạn này, rồi lúc nào bạn cũng sống vui vẻ, giống như họ thấy bạn tràn đầy năng lượng. Họ bạn chả có một kẽ hở nào để, cái nghĩa là cuộc sống của bạn không có một kẽ hở nào để cho họ có thể chen chân vào. Ví dụ các bạn biết là thường thường một cái người mà đàn ông ấy, người ta khi mà họ chưa thức tỉnh tâm linh cao thì họ thường nghĩ là ví dụ như khi mình yêu một cô gái nào đấy thì cô phải cần mình cơ. Ví dụ cô ấy thiếu tiền thì mình giúp đỡ cô ấy về mặt tiền bạc, cô ấy buồn thì mình sẽ là cái điểm tựa cho cô ấy, cô ấy cần chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ. Nhưng mà cô này lúc nào cuộc sống cũng tràn đầy niềm vui, đúng không ạ? Lúc nào cũng tràn đầy niềm vui này, năng lượng nó tỏa ra đến mức mà họ luôn cảm thấy họ không bước chân vào được, cho nên họ cứ ngồi ở đây thôi. Đó, các bạn thấy một câu chuyện thú vị không? Ai thực ra thì mình không biết cái người này đã xuất hiện hay chưa, hay là bạn cảm thấy thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình thấy như vậy. Vậy bây giờ mình sẽ đặt một câu hỏi, đó chính là vậy thì tiếp theo nó như thế nào. Mình không hiểu tại sao gần đây mình cứ hay thích dùng cái từ là tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Cho nên là các bạn phải nhớ một điều này, tự nhiên mình nói ra câu này mà ai không vui thì các bạn thông cảm nhé. Mình có cảm giác như là những người mà chọn tụ bài số 1 ấy, cái khả năng ế rất là cao. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy phần lớn những người mà, các bạn biết không, khi các bạn mong một cái điều gì đó mà nó mãnh liệt đến cái mức mà nó hấp dẫn vào cuộc sống của bạn, trên các bạn thấy là những người mà lúc nào cũng khao khát người yêu, mong có người yêu ở bên cạnh, là những người mà lúc nào cũng có người vây quanh. Nhưng mà khi mà bạn chỉ say mê với cuộc sống của bạn thôi, với công việc của bạn thôi, và bạn hoàn toàn tự do tự chủ trong cuộc sống, thì đến mức mà họ đứng ở bên ngoài bạn cũng chả để ý, thì làm sao mà bạn có người yêu được, đúng không? Đó, cho nên cái câu mà mình nói là những người này có khả năng ế rất cao là như thế đấy các bạn. Vậy thì bây giờ mình, nếu mà mình làm cho ai buồn thì các bạn thông cảm nhé, nhưng mà đúng là như thế. Bây giờ mình xem là vậy thì tiếp theo nó thế nào. Mình không hiểu tại sao gần đây mình rất hay hay thích dùng cái từ tiếp theo nó thế nào. Rồi, vậy thì tiếp theo cái chuyện này nó sẽ như thế nào. Mình thấy những người chọn tụ bài số 1 ấy, các bạn không chỉ có một đâu, mình không dám nói là nhiều, mà mình nói là hơn một người lúc nào cũng dành tình yêu cho bạn. Thực ra gọi là không không hẳn là tình yêu mà sự ngưỡng mộ. Mình phải nói như thế, sự ngưỡng mộ, sự ngưỡng vọng, một cái sự cảm mến, yêu mến. Mà giống như là cho dù họ không là cái gì của bạn đi chăng nữa, theo kiểu như là mặc dù họ có gia đình rồi chẳng hạn này, hoặc là họ cũng độc thân đi, nhưng mà họ không với bạn cũng không có quan hệ gì sâu sắc. Nhưng mà mình có cảm giác là chỉ cần bạn cần đến họ thôi. Ví dụ bạn bạn lên tiếng, bạn nhờ vả gì đấy, hoặc bạn gặp chuyện gì đó, họ sẵn sàng họ giúp đỡ bạn. Có nghĩa là bạn là một cái gì đó mà dùng cái từ là giống như bạn là trung tâm chú ý của nhiều người ấy. Mình thấy có cái năng lượng đấy, có rất nhiều người đàn ông luôn nhìn về phía bạn. Đây năng lượng Knight Pentacle là có những người mà thêm cầu họ kém hơn các bạn. Ví dụ bạn là Queen chẳng hạn, đây bạn là đây trung tâm của bài đây, chính xu đây, bạn là nữ hoàng độc thân vui vẻ, thì họ là Knight Pentacle. Có nghĩa là khi bạn đã có một cái chính xu này thì họ mới chỉ là Knight thôi. Thực ra cái xu này nó không nói về nhiều hay ít, thêm kiểu bạn nhiều tiền họ ít tiền đâu, nó nói về năng lượng. Đấy, có những người họ rất giàu có, nhưng mà khi mà họ đối diện với bạn ấy, họ cảm giác cái giàu có của mình tự nhiên nó theo kiểu giống như là họ cảm thấy nó không có ý nghĩa gì đối với bạn cả, thì nó vẫn là Knight, chứ còn Knight Pentacle chứ không phải là Knight Pentacle là họ không có tiền đâu nhá. Đó, thậm chí họ còn nhiều ở đằng khác, bởi vì sao, lúc nào trên tay họ cũng có một đồng xu, đúng không? Có nghĩa là họ có khả năng làm ra tiền, gọi là khả năng sản xuất ra tiền, đúng không? Năng lượng của The Hierophant là mình thấy có năng lượng đây, có thể có những người mà họ là sếp của bạn. Thực ra cũng không hẳn là sếp, mà giống như là nếu về vị trí, vai trò, thậm chí trình độ, trí tuệ họ hơn đó, thậm chí họ còn là những con người đạo đạo mạo.
những con người có cái chức vụ chức tước, có cái uy phong hoặc là một cái gì đó khiến cho xã hội kính kính nể, họ luôn nhìn về phía bạn. Thậm chí có những người mà ở đây mình thấy có cả những người đã có gia đình rồi, đang có gia đình hoặc những người chưa có gia đình, khi mà họ nhìn về phía bạn ấy, thậm chí mình còn đọc được suy nghĩ của họ là nếu như mà giống như mình mà gặp cô ấy sớm hơn đấy thì có thể sẽ khác, có nghĩa là họ tự so sánh, họ nhìn thấy bạn và họ so sánh, là họ nghĩ là nếu như mà họ gặp được một cái người giống như bạn khi mà họ chưa có gia đình ấy đấy, thì có lẽ cuộc đời của họ họ đã gặp được một tri kỷ đích thực rồi. Có nghĩa là có những người mà mình đọc được năng lượng là họ có gia đình rồi, họ coi bạn như một tri kỷ đích thực, nhưng họ chỉ âm thầm họ quan sát bạn thôi chứ họ không nói gì. Mình thấy có rất nhiều người âm thầm quan sát bạn và họ chứng kiến bạn. Cho mình nghĩ cái người mà yêu thầm bạn rõ ràng là một người đã biết bạn từ lâu rồi. Đó, năng lượng của bảy gậy là họ chứng kiến bạn từ cái việc đó chính là bạn một mình chiến đấu với sáu cây gậy này, bạn đạt được chính xu này. Đó, và năng lượng của The Emperor thì mình nghĩ là thậm chí mình ở đây mình còn thấy có một người là nhờ họ bạn mà họ có được cái cảm hứng. Ví dụ thế này, ở đây nó có cả cái năng lượng là The Emperor, chính là từ cờ na pentacle lên the hierophant và trở thành the emperor, có nghĩa là giống như từ cái năng lượng mà bạn tỏa ra ấy, khiến cho họ cố gắng họ nỗ lực. Ví dụ như họ thích một cô gái mà cô gái lại rất là giỏi chẳng hạn, vậy thì họ cứ âm thầm để họ giỏi lên để cho cô ấy, giống như là để các bạn cứ tưởng tượng là khi họ yêu một người thì họ rất muốn họ đẹp đẽ, họ giỏi giang trong mắt người đấy chẳng hạn, thì họ đạt được năng lượng này đó. Và cũng có những lúc, nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như cuộc đời nó có những lúc ấy, bạn rơi vào 5 xu đó, hoặc là đã trong quá khứ của bạn đã từng là 5 xu ấy, thì giống như họ rất muốn họ cố gắng họ nỗ lực để sau này nếu như họ có dịp đến bên bạn thì họ sẽ trở thành cái người thắp lửa, người truyền cảm hứng, người ôm ấp, người chở che bạn. Đó, năng lượng của ba gậy ở đây mình thấy có xu hướng là không hiểu sao mình có cảm giác như là đây là một người mà bạn chờ, giống như bạn chờ một người, còn họ thì lại nhìn về phía bạn, nó giống như một cái kiểu không tương thích ý. Các bạn hiểu không? Không hiểu sao mình có cái năng, mình thấy như thế. Một là họ thích bạn, bạn thích họ, đã xong rồi hai người chia tay rồi, giống như bây giờ họ vẫn nhìn về phía bạn, còn bạn thì không nhìn về phía họ nữa. Cái năng lượng của ba gậy ở đây thì mình đã không thấy là bạn chờ một ai cả, mà giống như bạn chờ một cái gì đó tươi đẹp hơn. Thậm chí mình nói ra cái điều này, khi mình nói mình thấy rất là xúc động. Và ai là người cùng cái năng lượng này, các bạn comment ở phía dưới cho mình nhé. Mình thấy ở đây bạn chờ, không phải chờ một người nào cả, mà giống như mình có cảm giác các bạn nhìn về một nơi xa, một cái nơi nào đó, và bạn chờ đến cái ngày mà bạn được trở về. Cái này nó dành cho những người có năng lượng tâm linh cao. Các bạn nhận ra các bạn được đến từ một hành tinh nào đó, và các bạn nhận nhiệm vụ ở đây, và bạn chờ cái đến ngày nào bạn hoàn thành nhiệm vụ thì cái nơi đó bạn hãy trở về. Đó, bạn hãy trở thành cái cánh chim bay về nơi đó. Mình đọc ở đây mình xúc động lắm các bạn. Mình xúc động và muốn khóc thật sự ạ. Đó, thì những người nào mà cùng cùng cái năng lượng này thì các bạn comment ở phía dưới. Nhưng mình báo trước nhé, những người nào mà có năng lượng này thì có lẽ mình không biết là rồi bạn năm 2024 bạn có người yêu hay không, bởi vì mình có cảm giác như bạn không cần nữa. Có nghĩa là đàn ông hay là một cái gì đó, một người nào đó để cho bạn nhờ giữa ấy, hầu như là nó không nằm trong tâm tưởng của bạn, mà cái tâm tưởng của bạn nó nằm ở cái nơi sai này. Khi nào bạn hoàn thành nhiệm vụ thì bạn sẽ trở về nơi đó, và đó mới chính là cái nơi mà bạn muốn. Đó, mình thấy như thế. Còn cái người kia thì lúc nào họ cũng giống như là họ cứ luôn luôn họ chờ, thậm chí họ mong để bạn gặp một khó khăn nào đấy để họ sẽ là cái người hùng họ giúp đỡ bạn, nhưng hầu như thì bạn chả để ý đến họ. Thì mình không biết là như thế nào, thì các bạn comment ở phía dưới cho mình biết để mình định hướng cái trả bài chung tiếp theo nhé. Và các bạn chú ý này, nếu các bạn muốn mình làm trả bài chung ấy thì các bạn comment ở phía dưới, bởi vì ở một góc độ nào đấy mình cần sự chia sẻ của các bạn để tăng cái lượt tương tác, đúng không ạ? Mặc dù mỗi một tháng mình nhận cái tiền lượt nghe nó không đáng bao nhiêu đâu, nhưng cái sự đóng góp rất là nhỏ của các bạn, một nút like, một comment, nó sẽ tăng thêm cái gọi là kích cầu thêm cho mình để mình có thêm thu nhập, mặc dù nó rất là ít. Và các bạn hiểu không? Chứ bây giờ mình thấy các bạn có nhắn tin cho mình ấy, có những người mà nhắn tin mà đến cả hàng đoạn dài như thế thì mình chịu thôi. Hôm qua mình đi coi thi cả ngày luôn các bạn, xong rồi về nhà còn chuyện con cái các thứ nữa, mình không có thời gian. Cho nên mình nói trước là mình chỉ đọc comment của các bạn ở phía dưới thôi, để mình lấy cảm hứng làm trả bài chung. Còn trả bài riêng nó là công việc để mình có thêm thu nhập, mình nuôi con mình chịu trách nhiệm gọi là báo hiếu với bố mẹ mình. Cho nên là tất cả những người nào nhắn tin riêng thì mình sẽ coi đó là bạn trả bài riêng nhá. Cho nên là các bạn cân nhắc trước khi mà nhắn tin riêng cho mình nhá. Mình nói rất rõ ràng như thế các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Các bạn nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì số Zalo mình đặt ở phần comment và các bạn chỉ nhận là mình chỉ nhận trả bài riêng qua Zalo thôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh và tương tác với mình bằng like và comment để giúp mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Bây giờ mình sẽ vào câu hỏi, đó là năm 2024 bạn có khả năng gặp được người như ý hay không? The Hierophant, Temperance. The Tower, 5 gậy. The Nine of Wands. Mình thấy ở đây là năng lượng nam các bạn nhá. Cho nên là nếu bạn là nam nghe thì đây là đại bài dành cho bạn. Nếu bạn là nữ nghe thì có thể đây là năng lượng đối phương nhá. Cho nên là các bạn, còn nếu bạn là nữ nhưng mà tính bạn như nam, nghĩa là sống như một người đàn ông, yêu như một người đàn ông, thì đây cũng có thể là năng lượng của bạn. Tự nhiên mình cứ bị thôi thúc rút cái thả bài, cái lá bài này ra, nó là lá bài ba cốc. Bây giờ mình đọc bài. Với câu hỏi là năm 2024 bạn có khả năng gặp được người như ý hay không? Thì câu trả lời là không, rất rõ ràng luôn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe này. Rất là xin lỗi nhưng mà theo như mình nghĩ là các bạn nên nghe để biết lý do vì sao như vậy, và biết đâu các bạn thay đổi năng lượng thì câu chuyện nó lại khác thì sao, đúng không? Đấy, mình thấy bạn là người làm bất cứ một cái việc gì bạn cũng suy nghĩ rất là nhiều. The Hierophant, Temperance. Không những là suy nghĩ mà còn theo kiểu là lắng nghe từ nhiều phía. Các bạn cứ tưởng tượng có những người mà họ quyết định một cái việc gì đó, ví dụ như mình chẳng hạn. Mình có một đặc điểm là khi mà mình quyết định làm một việc lớn là không bao giờ mình bàn bạc với ai cả. Một là mình chọn ra một người mà mình thấy tin tưởng nhất và chỉ có một người đó thôi. Còn hai là mình cứ im lặng, mình lên kế hoạch và mình soi xét rất kỹ càng, mình thấy đúng là mình làm. Bởi vì mình rất kiêng cái việc là đưa ra thì sẽ bị người này can thiệp, người kia can thiệp ấy. Đó, và nó sẽ làm cho việc của mình nó tan ra. Các bạn hiểu không? Đấy, thì cái người này không giống cái tính mà mình vừa mới nói. Mà có cái năng lượng là khi mà có một cái việc gì luôn để cho cái phía thứ ba, nghĩa là để cho người khác can thiệp vào. Các bạn biết không, mình có cái năng lượng nam tính ấy, việc của mình đừng có mà can thiệp vào. Đó có nghĩa là nếu mình có nói ra thì mình chỉ nói là mình báo thôi. Còn nếu như mà can thiệp vào thì nhất định mình không nghe. Đó, cái đặc điểm của market, mình là mặt trăng market mà. Market là như thế, nhưng người này thì hoàn toàn khác. Mình có cảm giác người này năng lượng của nước khá nhiều, bởi chỉ có nước, nước rất hay dao động. Đó, nước là người theo kiểu sống giống như là các bạn biết ấy, cái gì cũng có ưu có nhược, mềm mại, dịu dàng, trắc ẩn nhưng đồng thời không có chính kiến. Đấy, cho nên là một là cái chuyện tình cảm của cái người này này, mình đọc của người này thôi, để cho người khác can thiệp quá nhiều, ví dụ gia đình, bạn bè các thứ ấy can thiệp. Hai, đó là tự bản thân họ so sánh cân nhắc quá nhiều và nó vỡ luôn rồi. Các bạn cứ tưởng tượng như một cái bạn yêu một người mà người đó họ cứ để cho người khác can thiệp vào bình phẩm rồi thế này thế kia, rồi người này người thứ ba xen vào, yếu tố thứ ba xen vào, thì cái đối phương mà bạn yêu mà là một cái người họ có chính kiến, là một họ có lòng tự trọng, là hai họ có tự tôn, là ba thì vỡ là điều chắc chắn, đúng không ạ? Đó, các bạn tự đặt mình vào cái hoàn cảnh, các bạn cảm xem cái điều đó có đúng hay không. Sau cái sự cố vỡ đó, các bạn cứ tưởng tượng như là một cái tường thành bị vỡ thì các bạn phải chiến đấu để mà bảo vệ. Các bạn cứ tưởng tượng đấy, ví dụ như là tường thành vỡ thì các yếu tố nó xen lấn vào, nó tràn vào. Vậy thì bản thân bạn và cái đối phương, bởi vì rõ ràng đang đặt cái câu hỏi là nặng yếu tố năm 2024 có người như ý không mà, thì bạn với đối phương phải đấu tranh để mà giữ cái tường thành đó, hoặc là đấu tranh để giữ một cái gì đó. Và mình thấy cuối cùng thì có một người theo kiểu là cứ cưng cứ ý ý của riêng mình ấy. Đấy, xong cuối cùng thì một người né đằng này, một người né đằng kia, và cái câu chuyện của các bạn ấy nó rơi vào năm xu. Đấy, nó rơi vào năm xu, nó rơi vào cái việc là hai bên đối với nhau theo kiểu lạnh lùng lạnh nhạt, và bạn là cái người khá người nam ở đây, chứ mình không nói là bạn đâu nhá. Đấy, bởi vì nghe đôi khi lại khó nghe. Cảm thấy tự ái ấy, thì mình chỉ đọc chung thôi, là cái người nam này, người có năng lượng nam này là người khá là cố chấp bảo thủ, có nghĩa là giống như họ đã cho cái gì là đúng ấy thì nó là đúng đi. Đấy, và dù có như thế nào họ vẫn không thay đổi, có nghĩa là nếu mà cô nghĩ đó là chuyện của cô thấy đó là chuyện của cô cảm giác đó là chuyện của cô, còn tôi không có liên quan, có nghĩa là tôi cảm thấy nó đúng thì tôi cứ làm, và cuối cùng nó tạo thành một cái thế là cái giá của nó chính là nó từ một xu nó trở thành ba cốc, có nghĩa là nó trở thành, ở đây thì mình có cảm giác như đây không phải là người như ý mà là một người, các bạn hiểu không, có nghĩa là bản thân cái người có năng lượng nam trong trải bài này đã có một người rồi,
Đó, và cái mối quan hệ đấy trong năm 2024 nó, một là nó đang diễn ra như thế này, hai là năm 2024 thì nó diễn ra như thế này, nhưng mình nghĩ nó bây giờ nó đang như thế này và nó tiếp diễn trong năm 2024, nghĩa là nó cứ lằng nhằng như thế, và cái sự lằng nhằng nó đến từ bản thân cái người này không có chính kiến, luôn để cho người khác can thiệp và không có biết cách giải quyết. Có nghĩa là có những người mà hôm qua mình cũng xem một bộ phim, phim gãy đó, những câu chuyện rất nhỏ thôi nhưng mà nó đều là một cái bài học cho mình, bài học để mình đưa vào và trả bài ấy. Có một cậu cậu nói với lại cái người bạn của mình là cậu chỉ giỏi trong kinh doanh thôi, trong việc làm kinh tế tôi không ai bằng cậu, nhưng trong tình yêu nói thật là cậu kém lắm đấy, cậu không bằng tớ. Có nghĩa là cậu bây giờ ở chức vụ cao thế, còn tớ chỉ là một thằng nông dân, nhưng nói thẳng nói yêu thì cậu kém hơn tớ. Cho nên nếu mà cậu mà cứ giữ tính cách này thì cậu chẳng có người yêu đâu, cậu ế suốt đời. Nói thẳng như thế luôn thì mình thấy rất giống cái năng lượng này. Có nghĩa là cứ loay hoay trong một cái vấn đề mà không giải quyết được. Có nghĩa là một cái mối quan hệ ấy, nó vỡ, nhưng mà có thể người đấy họ bỏ đi từ lâu rồi, nhưng mà người nam này vẫn cứ lằng nhằng với nó. Lằng nhằng có nghĩa là sao? Không quên được người ta, đúng không ạ? Đó, thậm chí ở đây mình còn thấy có năng lượng là ba người nữa, có nghĩa là ba bốn người gì đó, có nghĩa là yêu cái người này xong bị người kia can thiệp xen vào, xong cứ lằng nhằng. Ở đây thì mình không biết là có cái năng lượng người cũ hay không, bởi vì nó chỉ là năng lượng chung. Nhưng mà các bạn thấy trong cái trả bài chung của Huyền Thư gần đây có một cái câu chuyện là có một người yêu một người xong rồi ly hôn ly thân gì đó, hoặc một người cũ nào đó cứ lằng nhằng, xong bắt đầu nó tạo thành thế cục ba người, thì có thể nó là câu chuyện này, nó không rõ ràng như thế. Nhưng mà cuối cùng thì cái người nam này, nếu mà hỏi là có người như ý trong năm 2024 hay không thì câu trả lời là không, bởi vì những cái rắc rối đã giải quyết xong đâu mà gặp người mới, đúng không? Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ xem rút trả bài tiếp theo, đó là vậy thì cái thông điệp dành cho bạn là gì nhá. Thông điệp dành cho bạn là gì? Những ai mà nghe những cái năng lượng nó như thế này á, mình nói thật là mình phải tuân theo trải bài thôi, cho nên các bạn mà thấy khó chịu ấy thì các bạn dừng lại nhá. Mình nói thật, bởi vì mình nói thật khi mình nói một cái gì đó, các bạn biết là nó đến từ bệnh nghề nghiệp. Mình ngồi ở trên bục giảng xong mình đang nói và mình chỉ thấy một cái nhíu mày thôi, thì mình ngay lập tức mình sẽ dừng lại để mình sẽ chuyển cái nội dung mình nói, hoặc là cái thái độ, hoặc là cái cách nói. Ví dụ như thấy đã quá muộn rồi ấy, mà mình đã cứ ngồi thao thao bất tuyệt, thấy học trò ngồi dưới mặt mũi nhăn nhó kêu mệt, là bắt đầu mình sẽ chuyển hướng bằng cách đó chính là mình sẽ thu gọn lại, nói ít thôi, hoặc là nói ngắn gọn, hoặc tổng kết lại, hoặc như thế nào đó. Nó đến từ bệnh nghề nghiệp các bạn ạ. Cho nên là tại sao mình lại hay quan trọng cái việc là mọi nhiều người cứ bảo với mình là đừng có để tâm những cái đó, nhưng nó thực ra nó là cái bản năng đó. Cho nên là khi mà mình nói cái gì mình cũng rất là mong là mọi người tiếp nhận được tốt hơn, chứ còn nếu gây ra sự khó chịu thì không nên, đúng không? Các bạn không vui thì mình cũng chả là cũng không vui đấy. Cái này các bạn thấy khó chịu bởi vì có những cái diễn đạt cũng lằng nhằng là một, thứ hai là cái năng lượng này cũng không có mấy mấy vui, đúng không? Đó rồi, mình đang rút bài thì mình tranh thủ nói như thế. Thông điệp dành cho bạn, mình thấy ở đây có một người nam, rõ ràng là người nam, anh ta rõ ràng yêu một người, năng lượng của hình hợp khắp đây anh ta yêu một người, nhưng anh ta lại luôn có một cái kiểu thế này này, anh ta để cái năng lượng của bốn xu, nghĩa là nó là một cái mối quan hệ nó mang năng lượng của bốn xu, thì các bạn biết là bốn xu cô gái đứng ở bên này muốn ra, muốn thoát ra bên này thì phải vượt qua cái vùng nước sóng gió này, và vùng nước này phải lội qua cái vùng nước này, sau đó lại vượt qua cái hố lửa này thì mới bước ra bên ngoài đó. Thì có nghĩa là giữa anh ta và cái mối quan hệ của anh ta ấy với cái cô gái này, nó gặp cái khó khăn như thế, và anh ta có cái hình hợp hấp này, có cái cốc ở trên tay, nhưng mà nghĩ đến cái việc là phải vượt qua đó thì anh ta ngại đó, anh ta ngại đó, và cuối cùng thay vì hình hợp hấp ấy dùng chiếc cốc để mà đổ vào cái ngọn lửa này đó, các bạn cứ tưởng tượng nó chỉ là biểu tượng thôi, không có một khó khăn nào có thể, không có thể khó khăn nào làm khó tình yêu được các bạn. Có những điều mà nếu mà bạn nào mà trải nghiệm rồi thì các bạn mới thấy đúng. Ví dụ các bạn gặp một khó khăn nào đấy mà các bạn với một cái lòng quyết tâm mãnh liệt đấy, đấy các bạn nguyện, các bạn cầu, và đương nhiên các bạn phải sống đúng, các bạn phải đánh đổi, tất cả mọi thứ đều được đánh đổi đấy. Đấy, ví dụ như mình khi mình xin một cái gì là mình thường hay nói là con hứa con sẽ dùng cái năng lượng của con để mà sống như thế này, cứu giúp người này cứu giúp người kia đó, nó luôn có cái sự đánh đổi như thế.
Cho nên đối với bản thân mình không có cái gì là khó cả, mình nguyện cái gì nó cũng thành công, bởi vì mình luôn đánh đổi bằng những thứ khác đó trong trong cái tầm kiểm soát của mình. Thì nếu như trong cái đả bài này mình nhìn vào, mình nhìn thấy cái năng lượng khi hợp hấp này này, mình nghĩ là ông ta chỉ cần dùng cái cốc này thôi, cái cốc này ông ta đổ vào đây thôi thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ tan biến. Có nghĩa là nếu ông ta dám yêu và dám hành động vì tình yêu thì nó sẽ khác, nhưng ông ta không, ông ta rẽ hướng, bởi vì ông ta nghĩ là ông ta không nên đầu tư cho cốc này cho cái hoàn cảnh này, mà ông ta sẽ hướng đến một cái nơi nào có chín xu. Có nghĩa là nếu mà cũng là cái cốc này nhưng mà tại sao tôi lại phải đổ vào đây, vậy thì tôi rẽ hướng đi và tôi tìm cái chỗ chín xu này, tôi đầu tư có phải tốt hơn không. Và ông ta nghĩ, ông ta vẽ ra một cái viễn cảnh đó là nếu tôi đầu tư vào chín xu thì cuộc đã sẵn những cái đồng xu này, thì tôi chỉ việc theo kiểu là tiếp tục gọi là làm việc ấy để ổn định phát triển thôi. Nhưng mà khổ một nỗi là khi ông ta đã quyết định đầu tư vào chín xu rồi thì lòng dạ của ông ta không bao giờ yên ổn nữa. Các bạn hiểu không ạ? Nó như một cái kiểu nhân quả, có nghĩa là một cái tình yêu tính toán, có yêu một người nhưng lại tính vào một người, và cuối cùng thì ông ta cô đơn, cái năng lượng của sự cô đơn. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là ông ta tạo ra những cái đồng xu, mà các bạn nhìn năng lượng của chín xu đây, người ta có tiền thì người ta sẽ ở một năng lượng khác, người ta không hết lòng chờ đợi, sẵn sàng chờ đợi cho dù khó khăn như thế nào vẫn chờ người kia quay trở về. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là một cô gái mà cô đứng ở đây, một cái vùng nước có đen tối, nó đầy những khó khăn thế này, mà cô vẫn chờ cái người này, khác hoàn toàn với một người mà họ đã nằm trong nhung lụa rồi, và họ luôn ở cái thế là em đẹp em có quyền, họ luôn ở cái thế là nếu anh yêu tôi, anh tử tế với tôi thì tôi sẽ tốt với anh, còn không tôi cũng chả cần. Vậy thì với cái năng lượng đó thì làm sao mà có hạnh phúc được? Cho nên cái giá phải trả của cái người này đó là họ rơi vào cô đơn, và họ ở bên một người, có thể người này đã lấy vợ rồi nhá, một là lấy vợ rồi, có một mối quan hệ khác rồi, và họ nhìn về cái nơi xa này này, họ nhìn về cái nơi xa, cái con thuyền nó đại biểu cho cái hành trình họ đi về bốn xu này nó mong manh, và cho dù bây giờ nó có thể chở được họ thì họ cũng chả còn cớ nào để họ họ bước lên nữa. Và cái 10 xu đấy nó cứ như một cái gì đó, một mơ ước của họ. Các bạn có tưởng tượng giống như là một người quyết định rẽ hướng để mà tạo, để cho mình cái tốt đẹp nhất ấy là 9 xu 8 xu này, nhưng khi mà anh ta có tất cả mọi thứ rồi thì anh ta luôn cảm thấy cái 10 xu mà anh ta mong muốn ấy nó mãi mãi như một giấc mơ, và nó không bao giờ có thể theo kiểu giống như là chạm tay được một lần nữa ấy. Và năng lượng của Strength ở đây thì có thể nó chính là cái cô gái 4 xu này, sau khi mà anh ta rẽ hướng quay đi thì cô ấy cũng đã trở thành, cô giống như là các bạn có tưởng tượng là khi mình đứng ở đây mà không có ai cứu cả thì tự mình cứu mình thôi, tự cô ấy băng qua và cô ấy trở thành Strength, cô ấy trở nên xinh đẹp. Và có thể tại cái thời điểm này thì cô con gấu này có thể là con cái của cô ấy, hoặc là đứa trẻ bên trong của cô ấy, hoặc nó chỉ đại diện cho cái cuộc sống rất là ấm áp mỹ mãn của cô ấy thôi. Và luôn ra một cái cảnh đó là có một người nhìn về phía một người và một người thì không quan tâm đến người còn lại nữa. Nếu các bạn ghép lại hai tụ bài giữa một và hai, các bạn sẽ thấy là một câu chuyện nhá. Đó, rồi thì đến đây các bạn nghe cả bài này các bạn thấy như thế nào? Mình rất cần comment chia sẻ của các bạn để mình định hướng cái trả bài chung tiếp theo. Đấy thì hôm nay mình cho người độc thân, còn nếu mà có điều kiện thì ngày mai ngày kia mình sẽ làm trả bài về người đang có gia đình và người đang trong mối quan hệ mập mờ nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng số Zalo, mình đặt một phần comment và mình chỉ nhận trả bài riêng qua Zalo. Các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách là đăng cái kênh cho mình một nút like và tăng tương tác cho mình bằng comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.